Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 13 tháng 8 là một ngày tương đối nóng bức. Nhưng dẫu sao thì Premier League cũng đã trở lại để chúng ta có thể giải cơn khát bóng đá trong vài tháng qua. Đối với riêng Manchester United, hiện vẫn còn rất nhiều thông tin chuyển nhượng thú vị khác sẽ được Random Football tường thuật chi tiết trong buổi sáng hôm nay. Xin mời quý khán thính giả cùng đón xem nội dung chính của chương trình trực tiếp của chúng tôi ngay lúc này. Thông tin gây sốc nhất trong 24 giờ qua có lẽ là thương vụ Harry Maguire đang bị đình trệ và có nguy cơ bị hủy bỏ. Lý do không nằm ở phía West Ham mà vì Manchester United chưa thể thống nhất được điều khoản đền bù về lương cho trung vệ sinh năm 1993. Hiện tại, đại diện thành London hoàn toàn không thể chốt thỏa thuận và họ buộc phải chuyển hướng sang một mục tiêu khác là Odilon Kusunu của Bayer Leverkusen. Được biết, West Ham có thể chiêu mộ trung vệ này theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đất vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, ưu tiên của huấn luyện viên David Moyes vẫn là Harry Maguire. Song ít nhất thỏa thuận đền bù hợp đồng giữa anh và Man United cần phải được thông qua trong tuần này. Trong một động thái khác cũng liên quan đến West Ham, ký giả Alex Crook trên đài TalkSport vừa tiết lộ rằng Anthony Martial cũng nằm trong tầm ngắm của đại diện thành London sau khi họ đã bán Gianluca Scamacca cho Atalanta cách đây vài tuần. Các cuộc thảo luận sơ bộ đã diễn ra, nhưng không rõ là liệu huấn luyện viên Erik ten Hag có chấp thuận sự ra đi này hay không, do Manchester United hiện nay đang thiếu các phương án tấn công và cũng khó khăn để mua một tiền đạo mới chia lửa cùng với tân binh Rasmus Højlund còn đang phải vật lộn với chấn thương lưng. Thông tin gây sốc tiếp theo được tờ 90 Min tiết lộ đó là có khả năng Chelsea sẽ ký hợp đồng với thủ thành David De Gea sau sự ra đi tương đối chóng vánh của Kepa Arrizabalaga. Theo đó, thủ thành sinh năm 1990 được xem xét bởi anh có thể cập bến Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do, trong bối cảnh Chelsea đang cần huy động ngân sách để dồn toàn lực cho thương vụ Moises Caicedo, một thương vụ có thể khiến họ tiêu tốn hơn 110 triệu bảng. Về phần mình, David De Gea đã được Bayern Munich lẫn Real Madrid cân nhắc trong thời gian gần đây, nhưng cả hai đội bóng này đều quyết định bỏ qua cựu sao quỷ đỏ. Về trường hợp của Sofian Amrabat, phóng viên Alfredo Pedula, một nhân vật nổi tiếng về tin chuyển nhượng ở Italia cho biết, tiền vệ người Maroc đã từ chối Liverpool với mong muốn đến thi đấu cho Man United. Cầu thủ này hiện được định giá vào khoảng 40 triệu euro, nhưng có lẽ là không thể làm khó đội chủ sân Old Trafford, nhất là khi họ đã thu về không ít tiền từ việc bán cầu thủ. Bên cạnh Man United và Liverpool, thì Sofian Amrabat còn được Bayern Munich cùng với các đội bóng lắm tiền ở Saudi Pro League săn đón. Song, khả năng cao là anh vẫn chỉ muốn tái hợp với ông thầy cũ Erik ten Hag. Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Sun, đội bóng thất thế ở Hà Lan là Ajax Amsterdam đã nghiêm túc xem xét động thái hỏi mượn Donny van de Beek trong mùa hè năm nay. Tiền vệ sinh năm 1997 gia nhập Manchester United từ chính Ajax Amsterdam vào năm 2020. Tuy nhiên, anh đã trải qua 3 mùa giải đáng quên ở Old Trafford khi thường xuyên dính chấn thương và không để lại nhiều dấu ấn nếu được đưa vào sân thi đấu. Hiện tại thì Real Sociedad cũng đang trong cuộc đua, nhưng có vẻ lời đề nghị của họ không đủ sức hấp dẫn đối với đội chủ sân Old Trafford, thế nên thỏa thuận chưa được thông qua. Đối với câu chuyện trung vệ, một là Man United chưa thể bán Harry Maguire, nên sẽ khó có chuyện họ mua thêm tân binh ở vị trí này. Nhưng ít nhất là đã có những liên hệ với Bayern Munich về trường hợp của Benjamin Pavard hay việc nói chuyện với cá nhân Jean-Claude Todibo của Nice. Trung vệ đang chơi ở Ligue 1 lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Erik ten Hag trong bối cảnh Harry Maguire nhiều khả năng sẽ rời đi. Song, mức phí chuyển nhượng của anh sẽ rơi vào khoảng 50 triệu euro, trong khi Pavard chỉ khoảng 30 triệu euro. Chính vì thế, nếu thương vụ mua bán này xảy ra, tỷ lệ Benjamin Pavard xuất hiện tại Old Trafford được cho là cao hơn nhiều. Nhìn chung thì Man United vẫn sẽ mua thêm trước ngày 1 tháng 9 với 4 mục tiêu tiềm năng. Việc huấn luyện viên Erik ten Hag bổ sung thêm một tiền vệ là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Theo sau Fred và Donny van de Beek, Scott McTominay cũng có thể ra đi, trong khi ngôi sao đang lên Kobbie Mainoo phải ngồi ngoài một thời gian vì chấn thương. Sofian Amrabat là mục tiêu hàng đầu của Quỷ Đỏ, trong khi cầu thủ người Maroc cũng đã đồng ý đến Old Trafford và chỉ chờ Man United cùng với Fiorentina thống nhất một khoản phí để chính thức lên nhạc. Man United sẽ ký hợp đồng với một trung vệ để thay thế cho Harry Maguire và được liên kết với không ít ngôi sao trong thời gian qua. Jean-Claude Todibo của Nice và Benjamin Pavard của Bayern Munich là hai lựa chọn khả dĩ nhất như đã nêu.
chưa kể các liên kết với Mark Weah của Crystal Palace hay Edmund Tapsoba của Bayer Leverkusen cũng được nêu bật trên truyền thông. Một giải pháp khác cho Man United là ký hợp đồng với cầu thủ tự do Johnny Evans, người đã tập luyện cùng với toàn đội trong tháng qua sau một bản hợp đồng ngắn hạn. Song, ý tưởng này không quá khả thi. Trên hàng tiền đạo, Man United tỏ ra vẫn mỏng manh. Rasmus Højlund đã đến Old Trafford với một chấn thương nhẹ và sẽ cần có sự hỗ trợ. Ở tuổi 20, anh khó có thể gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công của một đội bóng danh tiếng như là Man United. Trong khi đó thì Anthony Martial không đủ tin cậy bởi anh hiếm khi sung sức hay là có thể chơi trọn vẹn 90 phút ở mọi trận đấu. Chưa kể cầu thủ người Pháp có thể chuyển sang West Ham United. Tuy phải thừa nhận rằng việc chiêu mộ một tiền đạo tài năng là rất khó khăn vào lúc này, thế nhưng huấn luyện viên Erik ten Hag có thể sở hữu một tân binh vô cùng chất lượng nếu Mason Greenwood được trở lại đội hình sau án treo giò nội bộ và duy trì phong độ ấn tượng như trước. Sau cùng, huấn luyện viên Erik ten Hag được cho là muốn có 3 thủ môn trong đội hình và chấn thương bất ngờ của lão tướng Tom Heaton khiến cho ông phải lo lắng, nhất là khi thủ thành Dean Henderson dự kiến sẽ ra đi. Man United hiện đang trì hoãn điều này cho đến cuối tháng và đang nhắm đến một số thủ môn ở khắp châu Âu. Nếu Henderson chuyển sang Nottingham Forest, rõ ràng đội chủ sân Old Trafford sẽ thiếu phương án dự phòng chất lượng cho tân binh Andre Onana. Báo chí xứ sương mù đã liên kết Man United với một động thái trị giá 5 triệu bảng cho thủ thành Altay Ba India của Fenerbahce hay Robbie McCrory của Rangers với giá chỉ 1 triệu bảng. Nhưng cũng có khả năng là họ sẽ ngăn cấm Dean Henderson ra đi vì anh cũng là một người gác đền có đẳng cấp nhất định so với các mục tiêu rẻ tiền. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.